Awit TV xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 7 tháng 3. Hôm nay là ngày gì? Ngày sinh của ai? Ngày 7 tháng 3 năm 1765 là ngày sinh của Nicéphore Niépce. Ông là nhà phát minh người Pháp, là người phát minh ra công nghệ chụp ảnh và là nhân vật tiên phong của lĩnh vực này. Cũng vào ngày này năm 1785 là ngày sinh của Alessandro Manzoni. Ông là một nhà thơ và tiểu thuyết gia người Ý. Ông nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết Ambrometti Sforzi, được xếp hạng trong số những kiệt tác của văn học thế giới. Cũng vào ngày này năm 1994 là ngày sinh của Jordan Pickford. Anh là thủ môn người Anh, hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Everton và đội tuyển quốc gia nước Anh. Nam diễn viên người Hàn Quốc Jang Dong-gun, anh sinh ngày 7 tháng 3 năm 1972. Anh nổi tiếng với vai chính trong các bộ phim điện ảnh như Friend, Giả Quỷ hay loạt phim truyền hình Người Mẫu, Anh Em Nhà Bác Sĩ, Phẩm Chất Quý Ông. Anh kết hôn với nữ diễn viên Go Seo-yeon năm 2010 và hiện có hai con. Trong hơn 20 năm gia nhập làng giải trí, Jang Dong-gun có một hình tượng sạch không scandal. Anh cũng là một trong những diễn viên có thù lao cao nhất ở Hàn Quốc khi liên tục đứng đầu trong các cuộc khảo sát bởi những người trong ngành cùng các tạp chí, tờ báo lớn có uy tín khác. Ngày mất của ai? Vào ngày này năm 2018 là ngày mất của Paulo Bùi Văn Đọc. Ông là đức cố tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện. Vào ngày này năm 1876, Alexander Graham Bell được Hoa Kỳ cấp bằng sáng chế cho phát minh ra điện thoại. Ngày 7 tháng 3 năm 1900, tàu SS Kaiser Wilhelm der Große của Đức trở thành con tàu đầu tiên gửi tín hiệu không dây vào bờ. Hãng xe BMW được thành lập tại München, nước Đức vào ngày 7 tháng 3 năm 1916. Vào ngày này, nhạc phẩm We Are The World được phát hành vào năm 1985. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào chương trình kỳ sau.